Xin chào anh chị đang xem video của trại chó Malinois Bét Bỉ bên em. Bên em là trại chó Malinois Bét Bỉ. Bên em chuyên cung cấp các dòng chó Bét Bỉ từ 2 tháng đến hơn 1 tuổi. Anh chị nào quan tâm đến dòng nào, màu nào, alo em. Sau đây em sẽ quay video 3 em cái, 3 em đực màu đỏ đen lên cho anh chị tham khảo nhé. 6 em này em bán giá từ 4 triệu 5 đến 5 triệu 5 không giấy nhé. 5 triệu 5 đến 6 triệu 5 là có giấy nhá. Anh chị em nào muốn mua giấy thì em đăng ký giấy. Còn anh chị nào muốn nuôi chơi thì em sẽ bớt tiền giấy cho anh chị nhá. Chó bên em bán là có giấy VK nhá và chip chiết đầy đủ nhá. Em cái đỏ đen này em đang bán là 4 triệu 5 nhá. Hai em cái đỏ đen này em đang bán là 4 triệu 5 nhá. Anh chị quan tâm em nào thì anh chị chụp ảnh màn hình, nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Số điện thoại Zalo của em 0965550123. Anh chị mua chó bên em bảo hành Carrier Bravo 7 ngày. Bên em hỗ trợ chăm sóc cho anh chị trọn đời. Anh chị có thắc mắc gì anh chị alo số điện thoại của em hoặc nhắn tin qua Zalo của em. Em sẽ tư vấn cho anh chị miễn phí 24/24 nhé. Anh chị nào mới xem video của em thì cho em xin một lượt đăng ký kênh nhé. Bên em bán màu gì em có nhé. Bên em bán gồm có màu lưu rông, đỏ đen, màu đen. Chó bên em đang cho ăn cơm, cháo và cả cổ gà nhé. Anh chị nào mới mua về nhà anh chị có một vài con thì anh chị cho ăn cơm với cả thức ăn. Chó con anh chị mới mua về anh chị hạn chế không cho ăn xương, không cho ăn cá, không cho ăn nước lòng. Em cái này hơn 10 cân. Em đang bán là 5 triệu 5 không giấy nhá. 6 triệu 5 có giấy nhá. Anh chị em nào muốn mua giấy thì đăng ký giấy thì em sẽ đăng ký cho anh chị. Chính chủ cho anh chị nhá. Em cái này đỏ đen. Anh chị muốn mua em nào, anh chị chụp ảnh màn hình, nhắn tin qua Zalo của em sẽ tư vấn cho anh chị nhé. Anh chị nào ở khu vực miền Nam thì em sẽ gửi xe khách hoặc xe tải dọc quốc lộ 1A cho anh chị nhé. Anh chị gần, anh chị ra quốc lộ 1A lấy cho em. Còn anh chị nào ở miền Bắc, miền Trung muốn mua chó của em thì em sẽ hỗ trợ gửi chó cho anh chị nhận chó trong ngày nhé. Bên em mua bán là anh chị cọc cho em một ít, xong rồi nhận chó anh chị thanh toán nốt cho nhà xe hoặc là chuyển khoản cho em nhé. Đây là em đực. Em đực này cũng tầm 10 cân, hơn 10 cân rồi. Ba em đực. Anh chị nào quan tâm em nào anh chị nhắn tin qua em. Em đực này em đang bán là 5 triệu không giấy, 6 triệu còn giấy nhé. Mấy em này đầu tiêm đủ 3 mũi rồi, anh chị về nuôi rất an tâm nhé. Chó khỏe mạnh. Anh chị nuôi về trong nhà hoặc là huấn luyện rất hay nhé. Địa chỉ trại em tại Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên. Anh chị em nào gần thì có thể qua em xem tham khảo nhé. Anh chị mua chó bên em, bên em sẽ hỗ trợ anh chị chăm sóc, theo dõi con chó. Anh chị có khó khăn gì cứ nhắn tin qua em sẽ tư vấn cho. Em này cũng là em đực. Ba em đực đàn này cũng tương tự như nhau nhé. Anh chị nào quan tâm đến em nào thì anh chị nhắn tin qua cho em. Ba em đực này em đang bán đồng giá như nhau nhé. Em đang bán là 5 triệu không giấy, 6 triệu không giấy. Bố mẹ các em này là bọn em đều tuyển để gây giống nhé. Bố thì trên 40 cân, mẹ trên 30 cân. Anh chị nuôi về trong nhà hay huấn luyện đều rất to, rất đẹp nhé. Chân tay mặt mũi mấy em là rất to. Mặt đen. Đàn ba em được này rất đều nhé. Nhiều anh chị mới nuôi chó gọi điện cho em hỏi là giấy VK là gì. Giấy VK là giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ và hệ của con chó nhé. Anh chị nào nuôi muốn nuôi sinh sản
để chứng minh nguồn gốc mai sau làm giấy cho con. Cho con thì anh chị đăng ký giấy VK. Còn nếu anh chị nuôi chơi, nếu anh chị nuôi chơi thì anh chị không nên làm giấy nhé. Hoặc là anh chị nếu mà cần làm giấy thì em vẫn hỗ trợ anh chị làm giấy chính chủ cho anh chị nhé. Được giấy VK để mai sau cho con làm giấy và để biết phả hệ của con chó, đời ông bà bố mẹ của nó nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video của em nhé. Anh chị nếu thấy hay thì anh chị đăng ký kênh em, thì em sẽ chia sẻ dần dần kinh nghiệm nuôi chó và bán con giống cho anh chị nhé. Anh chị nào muốn xem màu lông hoặc màu đen thì anh chị nhắn tin qua Zalo cho em. Địa chỉ em tại Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên. Số điện thoại em 096 555 0123. Anh chị muốn góp ý gì hoặc anh chị muốn làm video gì tiếp theo thì anh chị hãy bình luận bên dưới nhé. Thì em sẽ làm video cho anh chị.